Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 87. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của tháng 3. Em thân mến, vậy là chúng ta qua tháng cuối của quý 1 năm 2023. Thời gian qua mau như thách thức em bước nhanh, bước mạnh mẽ hơn. Em bước vào mỗi ngày không lo lắng, sợ hãi, để đạt mục đích và ý nghĩa đời sống khi có lời Chúa, có Chúa đi cùng. Lời Chúa hằng ngày cho thiếu nhi, thế giới mới tuổi thơ, rất vui được tiếp tục làm người bạn cùng đi với em vào lời Chúa mỗi ngày. Tháng 3 này có nhiều thách thức khi em theo ông Job đối diện với những khó khăn trong đời sống, theo những bước cuối của các tổ phụ trong Sáng Thế Ký, rồi theo tác giả Hebrew và tiên tri Miche để thấy mục đích và ý nghĩa của đời sống chỉ có tại thập tự giá khi chúng ta chuẩn bị đi vào những bài học về sự thống khổ Chúa Giê-xu chịu vì chúng ta. Nào, chúng ta bước vào những ngày cuối của quý 1 năm 2023 để chuẩn bị những bước cao hơn cho những ngày tháng đầy niềm vui em nhé. Ban biên tập Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi, Thế Giới Mới Tuổi Thơ.